tôi kể người nghe một câu chuyện lâu rồi. Chuyện là thuở ấy đất mẹ chia đôi. Tôi có người anh đi bộ đội, mẹ có người con làm lính Cộng hòa. Vì tuyến chia đôi hiền lương cách trở, chú ở bên này cháu ở bên kia. Rồi có nhiều đêm hai người trò chuyện, chú hẹn ngày về cháu đợi ngày mai. Thời gian trôi qua bao năm dòng xa, cuộc chiến điều tàn đôi ngã chia ly. Chú đã về sâu nằm yên đây mộ, cháu chú đi vào nghĩa địa vô danh. Cha tôi khóc em thằng con cha nữ, màu trắng tang buồn buồn lắm người ơi. Ngồi ngắm sự đời cha tôi hỏi bạn, thương lắm chú mình, thương cả anh tôi. Bạn có vui không cho tôi hỏi bạn câu nhé, tôi thấy lòng mình thương lắm bạn ơi. Vì tuyến chia đôi chú tôi cầm súng, anh cũng lên đường canh giữ biên cương. Thời gian trôi qua bao năm dòng xa, cuộc chiến điều tàn đôi ngã chia ly. Chú đã về sâu nằm yên đây mộ, cháu chú đi vào nghĩa địa vô danh. Cha tôi khóc em thằng con cha nữ, màu trắng tang buồn buồn lắm người ơi. Ngồi ngắm sự đời cha tôi hỏi bạn, thương lắm chú mình, thương cả anh tôi. Bạn có vui không cho tôi hỏi bạn câu nhé, tôi thấy lòng mình thương lắm bạn ơi. Vì tuyến chia đôi chú tôi cầm súng, anh cũng lên đường canh giữ biên cương. Vì tuyến chia đôi chú tôi cầm súng, anh cũng lên đường canh giữ biên cương.